Cả thế giới bật ngửa khi du khách quốc tế tuyên bố rằng Việt Nam là nơi tuyệt vời nhất để xem bóng đá. Việt Nam Stronger xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, những ngày qua, sức nóng của World Cup chưa hề hạ nhiệt, thậm chí là còn nóng hơn từng giờ, từng phút. Chẳng cần bỏ ra hàng ngàn euro để thưởng thức một trận cầu như người châu Âu, cũng chẳng màu mè sạc sỡ như là Nam Mỹ. Cái cách mà người Việt xem bóng đá, mê bóng đá mới khác lạ làm sao? Xen lẫn giữa tiếng nhạc sập sinh là âm thanh của những trận đấu World Cup 2022 phát ra từ hàng chục màn hình lớn nhỏ được trang bị khắp mọi nơi. Trong đám đông, đâu chỉ có người Việt, rất nhiều người nước ngoài đang cùng tận hưởng không khí tuyệt diệu của World Cup. Ấn tượng với cách Việt Nam xem bóng đá, mới đây một đoạn video ghi lại cảnh người tây xem bóng đá trên đất ta đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Trong video thì các bạn tây không thể giấu được sự ngỡ ngàng trước tình yêu của người Việt dành cho bóng đá, thậm chí có người còn thốt lên, Việt Nam là nơi tuyệt vời nhất để xem bóng đá trên thế giới. Cụ thể video này nói gì và cư dân mạng quốc tế có đồng tình hay không, hãy cùng mình tìm hiểu ngay nhé. Mặc dù diễn ra khá muộn nhưng không sao, không khí rất tuyệt vời. Ở Anh thì tôi chỉ xem bóng đá ở nhà, nhưng tại Việt Nam tôi phải ra đường để xem bóng đá, điều đó thật quá tuyệt vời. Ở Pháp thì chỉ có người Pháp xem bóng thôi, điều đó khá bình thường, còn ở Việt Nam ấy thì có nhiều người đến từ nhiều quốc gia, thực sự đầy rất vui. Việt Nam là một thiên đường để xem bóng đá vâng đó là tất cả những gì mà nhóm người nước ngoài phát biểu trong video này họ nhắc đi nhắc lại rằng việt nam là nơi tuyệt vời để xem bóng đá nhiều người còn có chút so sánh nhẹ với phương tây khi mà họ ở nhà uống bia và xem bóng đá còn người việt thì khác chúng tôi không hề ngồi yên dù trái bóng tròn vẫn cứ lan ở đâu đó ở tận phía bên kia quả địa cầu không ngoa khi nói rằng người hâm mộ bóng đá việt nam rất yêu bóng đá trong các trận đấu quốc tế, không có gì lạ khi mà cả gia đình tụ tập quanh màn hình với đồ uống và đồ ăn nhẹ. Mọi người hét lên theo từng chuyển động trên màn hình tivi Với nhiều người nước ngoài, cảm giác được sống trong bầu không khí bóng đá tại Việt Nam thực sự rất đáng nhớ. Vậy nên khi xem video được đăng tải trên mạng xã hội thì họ tỏ ra khá đồng tình. Hãy cùng xem netizen quốc tế bình luận như thế nào nhé! Tôi rất thích không khí sôi động nơi đây. Tôi có cảm giác ai cũng mê bóng đá cả. Thật tuyệt vời! Cảm ơn Việt Nam, chúng tôi thường xem ở nhà hoặc tại các quán bar, chúng tôi thường rất ít khi ngồi quán cà phê hay là nhà hàng để xem TV và những nơi đó cũng rất tốn tiền. Ở Việt Nam, tôi rất thích cảm giác đi đâu cũng xem được World Cup, tính xã hội hóa rất cao, nó khác biệt và tốt hơn rất nhiều so với các nước phương Tây. Có thể Việt Nam không phải là quốc gia bóng đá giỏi nhất, nhưng họ chính xác là quốc gia có văn hóa xem bóng đá cuồng nhiệt nhất ở sài gòn bạn ra phố bùi viện đó là một con phố kỳ diệu nhất trong đời mà tôi từng thấy người việt nam nói một hai ba dô khi đội tuyển họ thích kỳ bàn rất vui hơn cả là những bình luận, nhiều du khách nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải những video, bài viết chia sẻ về cách họ tận hưởng sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh trên mạng xã hội. Hana, nữ du khách người Anh chia sẻ: "Tôi hỏi bạn bè nên đến đâu để tận hưởng không khí World Cup, họ đã đề xuất chúng tôi đến thành phố Hồ Chí Minh." Nữ cầu động viên này cho hay, cô rất thích không khí nơi đây và rất lấy làm thú vị khi thấy nhiều màn hình lớn dọc theo đường cho khách xem bóng đá. Mọi người cùng ra đường để xem bóng đá như thế, vui hơn là xem ở nhà một mình chứ nữ du khách dự đoán vào trận chung kết mọi người sẽ đi xem nhiều hơn các con phố cũng sẽ nhộn nhịp hơn cô rất mong chờ được tận hưởng bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt này Mới đây, trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc cũng đã đăng tải một video ghi lại cảnh nhiều người nước ngoài ngồi uống bia xem bóng đá trên phố đi bộ Việt Nam, thu hút về hàng ngàn lượt tương tác. Lúc này, cỡ 2 giờ sáng tại phố đi bộ Bùi Viện, Việt Nam, những cổ động viên nước ngoài này vẫn có thể cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. Vốn dĩ thì khu vực phố Tây Bùi Viện luôn là địa điểm không bao giờ ngủ của Sài Gòn. Mùa World Cup này lại càng ồn ào hơn với các hoạt động theo dõi trái bóng từ xứ Qatar hầu như quán nào cũng có khách nước ngoài đến xem bóng đá các vị khách trẻ có trung niên có chăm chú theo dõi trái bóng lan trên màn hình rồi vỡ hòa đầy tiếc nuối khi mà đội tuyển đối thủ ghi bàn lúc khác lại suýt xoa ôm đầu khi mà cầu thủ yêu thích bỏ lỡ cơ hội nhiều vị khách còn mặc quần áo công sở vừa thưởng thức món ăn vừa bàn luận về bóng đá chăm chú theo dõi màn hình tv ngược lại với việt nam ông bạn trung quốc bây giờ như là một hành tinh khác so với thế giới vậy họ đang quanh quẩn trong chuỗi ngày xếp hàng test covid bù đầu sợ hãi vì những trận biểu tình có thể diễn ra bất kỳ lúc nào hình ảnh thoải mái của người hâm mộ bóng đá tại việt nam đã khiến một bộ phận công chúng trung quốc tức giận và đặt câu hỏi về các biện pháp chống dịch hà khắc của chính phủ sau một thời gian dài phải sống trong cảnh phong tỏa cũng như là chịu nhiều hạn chế khắc nghiệt khác người dân trung quốc đã trở nên héo hon và chán nản hơn họ đặt câu hỏi về chiến lược zero covid của chính phủ trong khi phần còn lại của thế giới đã chuyển sang sống chung với virus việt nam đang xem world cup mà không đeo khẩu trang còn chúng ta đang bị nhốt trong nhà hơn một tháng có người bị nhốt trong khuôn viên trường học hơn hai tháng mà không thể bước ra khỏi cửa một người dùng mạng khác đã đăng tải trên weibo ai đã cướp đi cuộc sống của tôi không nói ai cũng biết Nói riêng đến người nước ngoài khi xem bóng đá ở Trung Quốc thì nói thật là nan giải vô cùng. Giờ đây, hành khách nước ngoài sẽ được phép nhập cảnh vào Trung Quốc sau khi cung cấp một uh, kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ. Một điểm khác nữa là du khách nước ngoài sẽ chỉ phải cách ly bắt buộc trong 8 ngày. Ôi, có khi là nhập cảnh xong thì World Cup cũng hết luôn rồi ấy chứ. Cho nên, khi được xem những đoạn video và ảnh chụp ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của người Việt Nam và khách du lịch xem World Cup, tâm trạng của họ thật sự là không hề ổn một xíu nào. Hoặc có thể là cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong, nước mắt là biển rộng. Trong đoạn video trên Douyin với hơn 30.000 lượt tim, mình đã có tổng hợp được những dòng bình luận chán đời như thế này. Cổ họng của họ là để uống bia và hò reo, cổ họng của chúng ta là chỉ để chọc tam bông. Người hâm mộ của chúng tôi đang bị tê liệt, người nước ngoài không còn muốn ở lại Trung Quốc thêm nữa, làm sao có thể thoát khỏi những tháng ngày chán nản này. Trung Quốc đang ở hành tinh khác so với thế giới, có thể đó còn nóng nực và bức bối hơn cả sao hòa. Việt Nam có thể xem bóng đá mà không phải đeo khẩu trang, tôi ước bây giờ mình có cánh cửa thần kỳ và tôi sẽ đăng xuất khỏi Bắc Kinh ngay lập tức. Vui thật sự, những ly bia, tụ tập bạn bè và xem bóng đá, tất cả bây giờ là những điều xa xỉ nhất cuộc đời tôi. Tôi nghĩ ở nhà xem vẫn tốt hơn, có thể Việt Nam không đủ tiền để mua tivi xem. Đại dịch đang đến rất gần. Ôi, thật sự là quá tiếc nuối cho anh bạn Trung Quốc các bạn nhỉ. Các bạn Trung Quốc chê Việt Nam nghèo không mua nổi tivi, thế mà trong khi đó, Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn cuối cùng trên thế giới vẫn đang cố gắng ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, Trung Quốc bị cấm cửa cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trên mạng xã hội, các bạn cũng chẳng được tiếp cận thông tin đến Việt Nam, nên vốn dĩ các bạn chẳng hiểu gì về Việt Nam cả. Ở Việt Nam chúng tôi từ cụ già đến trẻ em, từ bác nông dân đến anh thợ hồ, đến người buôn thúng bán bưng, ai cũng có thể nói về bóng đá theo cách riêng của họ. Khi xem bóng đá, nếu như người Anh thể hiện cảm xúc một cách điềm đạm và không kém phần dạo dực, bóng đá là niềm vui của họ, nhưng họ không sinh ra để sống vì bóng đá. Vì thế dù có yêu đến mấy, cuồng nhiệt đến bao nhiêu thì người Anh vẫn luôn cư xử đúng mực, trầm tính và đôi phần khuôn phép. Còn ở Việt Nam, đó là sự bùng nổ, các quán bar hay là quán cà phê đều ngập tràn người. Có người nói không phải đi xem bóng đá mà là đi tận hưởng cảm xúc của bóng đá thì đúng hơn, bởi thực sự thì xem ở nhà rõ ràng là tập trung hơn, rõ hơn, nét hơn và đầy đủ tiện nghi hơn, chứ giữa nơi đông người như thế này thì xem không rõ mà nghe cũng chẳng được mấy, nhưng họ vẫn đổ xô đến đây. Đấy là lúc mọi người nhìn về một hướng cùng chia sẻ với nhau và gắn kết với nhau và điều đó dường như là chỉ có thể thể hiện rõ ràng nhất ở đất nước Việt Nam chúng ta. Không riêng gì bóng đá, mọi môn thể thao đều được cổ vũ. Theo mình, chính thể thao đã kết nối chúng ta với nhau, nuôi dưỡng những giá trị tinh thần tốt đẹp. Có lẽ hiếm có đất nước nào mà tình yêu, sự cổ vũ dành cho bóng đá lại cuồng nhiệt như ở Việt Nam. Tuy nhiên, thể hiện như thế nào để tinh thần cổ động này trở thành nét văn hóa đẹp đẽ, văn minh, rất cần mọi người nâng cao ý thức và trách nhiệm. Vì đó còn là một bộ phận của người Việt Nam trong mắt người nước ngoài nữa. Còn mỗi người nước ngoài rất rất mong rằng các bạn nên thử cảm giác hòa mình vào dòng người trên phố và theo dõi một trận đấu nào đó để cảm nhận tình yêu thể thao bất tận của người dân Việt Nam nhé. Đến đây thì mình phải nói lời chào tạm biệt để chúng ta khép lại video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau.